Lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê thích lương mật trên toàn quốc. Thì như các bác cũng biết ấy, hiện tại thì bắt đầu vào những cái mùa nhân chia đàn rồi. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về cái sáp chân tầng dành cho ông nội. Đi chi tiết về cái sáp lèn chân tầng này để cho các bác cùng làm bắt được này. Thì sáp chân tầng bên cơ sở nhà em là bán dành cho ông nội. Để các bác có thể thấy là sáp bên cơ sở nhà em là bán loại sáp loại 1 đấy, không pha tạp. Đối với cái sáp loại 1 thì cách nhận biết của nó rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác nhìn thấy trực tiếp ở trên video đây, nó sẽ có một màu vàng đều như thế này. Và cái thứ hai nữa là cái lỗ lục lăng của bên cơ sở nhà em dập rất là sâu đấy, để tạo điều kiện cho con ong nó tiếp thu cái sáp này nhanh hơn. Đối với cái sáp này thì nó sẽ có cái mùi thơm đặc trưng các bác nhé. Đấy, mùi thơm đặc trưng. Và cái thứ hai nữa là sáp này nó cực kỳ là dày. Đấy, với cái trọng lượng của nó thì cứ 50 tấm là 2,2 kg, còn 100 tấm là 4,2 cho tới là 4,4 kg các bác nhé. Đối với cái sáp này thì khi các bác mua hàng bên cơ sở nhà em, cái thứ nhất là các bác được kiểm tra hàng. Và cái thứ hai đối với các bác mua với số lượng ít hay là nhiều, đấy, khi các bác lao cầu vào, con ong nó tiếp nhận đấy, thì các bác phản hồi về cho bên cơ sở. Và cái thứ hai là nó không tiếp nhận thì các bác phản hồi về bên cơ sở để nhận được cái những cái lá sáp bảo hành. Đấy, đấy là cái bán hàng uy tín của bên cơ sở nhà em là như thế. Đấy, bán cho các bác là về là các bác sử dụng, cái thứ nhất là ong nó phải tiếp nhận. Và cái thứ hai nữa không tiếp nhận các bác phản hồi là bên cơ sở là sẽ đền bù thiệt hại cho các bác. Đấy là và cách bán hàng đơn giản để các bác có thể lưu ý. Còn ngoài bán sáp chân tầng này ra thì bên cơ sở em là bán tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, ví dụ như các bác có thể thấy đây là cái chiếc bình xịt khói này. Hiện nay thì bắt đầu vào đến cái mùa lao cầu rồi thì các bác không thể thiếu được cho mình cái bình xịt khói. Đối với bình xịt khói này thì em cũng xin giới thiệu qua đối với các bác một chút là về cái nguyên liệu để làm nên chiếc bình thì nó gồm là inox 304 này, vỏ ngoài thì được làm bằng thép không gỉ này. Còn cái bình này thì nó sẽ chia ra làm hai phân khúc. Một là bên bình chứa khí này, để các bác bóp thì nó sẽ đẩy sang cái bình nhiên liệu. Và cái thứ hai nữa là bình nhiên liệu. Bình nhiên liệu thì bắt buộc phải làm bằng cái inox 304 loại 1 rồi. Đấy, ở ngoài thị trường thì nó bán rất nhiều loại. Đấy, loại 2, loại 3, inox mỏng cũng như là inox 201 cũng như là bằng tôn. Đấy, nhưng mà nhà bên cơ sở nhà em là chỉ bán loại 1 thôi. Bởi vì cái thứ nhất là cái độ bền của nó cao này. Và cái thứ hai nữa là sử dụng thì tuổi thọ theo thời gian nó rất là cao các bạn. Còn về phía bên trong ấy thì thường thường tất cả những cái mẫu bình nào đấy, cũng có một cái chân kiềng như thế này đi kèm này các bạn này. Đấy, đây là cái mẫu chân kiềng để đi kèm. Đấy thì bình nào cũng có các bác nhé. Đấy thì các bác mua hàng để các bác kiểm tra kỹ lưỡng. Còn công dụng của cái bình xịt khói này thì nó sẽ làm giảm sự hung hãn của đàn ong. Đấy, khi các bác khai thác mật hoặc là các bác thăm nuôi ong. Đấy thì các bác luật thợ nuôi ong chuyên nghiệp hoặc là không chuyên nghiệp thì các bác lên tham khảo cho mình là một cái bình ống khói như thế này để tránh cái tình trạng mà ong nó tấn công các bác khi các bác sử dụng vào mục đích ví dụ như là các bác thăm nuôi ong, các bác khai thác mật hoặc là các bác di chuyển đàn ong. Còn về cái bình này thì giá của nó thì vừa tầm, đấy, nó chỉ có hơn 200.000 đồng thôi, trong đó đã bao gồm cái phí vận chuyển rồi. Đấy thì em xin nhắc lại nó là cái bình loại 1 các bác nhé, nó đắt hơn cái bình loại 2 vài chục nghìn đồng. Nhờ các bác lên tham khảo mua cái bình này cho em. Còn bên cơ sở em thì bán tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, các bác cũng biết rồi. Đấy, hiện tại thì bắt đầu vào đến cái mùa nhân chia đàn rồi, cũng như chuẩn bị vào đến cái vụ khai thác mật của năm 2021 rồi. Đấy, đối với bác nào mà xem được cái video này cần những cho mình những cái vật tư nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho cơ sở em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề ấy. Và một video thì em cũng xin giới thiệu tới các bác là về cái chân tầng. Đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.